Thịt trâu vừa mổ xong ấy, thì nó sẽ có độ giật này này. Nghe nói thịt trâu của Châu Mộc Quán chỉ được nhập và chế biến trong vòng 30 phút thôi các bạn nhé. Hãy cùng chúng Nhật MasterChef check. Nhà hàng đặt bếp ở giữa tầng 1, bếp mở các bạn ạ. Rất là sạch sẽ để cho khách hàng dễ dàng xem món ăn của mình được chế biến như thế nào. Nguyên liệu của mình có ngon không? Có tươi không? Em làm ở Châu Mộc Quán lâu chưa? Dạ, em làm được khoảng 5 năm rồi anh ơi. Quy trình bên em thì nhập theo ca anh ạ. Một ngày em nhập 2 lần, ca sáng và ca sáng và ca tối và ca tối anh ạ. Nhận order đến khi em ra được một món ăn ấy, thời gian của nó bao lâu anh? Khoảng tầm 5 phút anh ạ. Bây giờ mình sẽ order một món để xem anh đầu bếp anh làm đúng thời gian 5 phút không các bạn nhá. Rồi, bây giờ các bạn nhìn này. Đấy. Ôi dồi ôi, chưa đến 5 phút. Làm nhanh này thì đảm bảo độ tươi, độ ngọt của thịt. Mình thấy quán khá là đông khách, hầu hết là gia đình và cánh đàn ông tụ họp. Nhìn chung là món ăn ở đây dễ ăn, mới lạ, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Nhiều mục đích khác nhau nên ai cũng có thể đến thưởng thức được. Không gian quán rất là thoải mái, có điều hòa mát. Đặc biệt tại thịt trâu lại có tính mát, ăn để giải nhiệt, bồi dưỡng sức khỏe, rất tốt cho mùa hè. Mà đến đây là đúng bản, rất là lạ, nướng vừa tới này, không bị khô này, mềm này, lại kết hợp với cả cà lốt nữa, đúng bản. Tương bần này sắc tí phải học hỏi ông bếp trưởng đấy. Tương nó không bị quá đậm. Lắp cá ấy, đã tính mát này, trâu cũng mát này, kết hợp với cả cái sốt chua ngọt này, hơi cay cay nữa, rất là ngon, thơm mừng mừng, mềm, rất là thấm gia vị, rất là chua nhưng mà chua rất nhẹ nhàng, cũng để nhảy thơm thơm nữa, cay cay một chút xíu, mềm mừng. Lần đầu tiên được ăn cái món này đấy các bạn nhé, có khổ gân này, kèm chút mỡ, cái độ hầm vừa tới, ngon thế này thì đi hết cả đi ạ, quá là đầy đặn, cực kỳ tươi luôn, trên thang điểm 10, 9, thường thường ấy, nhiều người cũng biết đấy. Thịt trâu rất là dài. Các bạn thử ăn trâu ở đây, các bạn thấy là gì? Mềm như thế nào?